Xin chào các bạn một ngày mới thật vui vẻ nha. Đây, vui cá đầu tiên nha các bạn. Trồng được. Một con nha các bạn. Cái tiếp theo nha các bạn. Cái kia được có một con. Cái tiếp theo ở đây nha các bạn. Cái tiếp theo nằm dưới này. Chả biết có được. Ê, xấu quá. Sóng sôi ra ạ. Cái xịt nhau bạn. Đến địa điểm tiếp mình quay cho bạn xem. Chồng này đánh hai cái các bạn. Chồng này đánh hai cái. Không có đỏ gì ở nhà bạn, nước cạn. Cái hàm chưa họ lấy này các bạn. Kia vẫn còn. Đấy bên này luôn. Đưa đấy. Còn cái nữa nha các bạn. Cái nữa làm gì. Cái xịt nha các bạn. Xịt luôn. Đánh 4 cái xịt 2 cái các bạn. Còn mới thấy được 2 cái, một cái được một con, cái này được chắc được 2 con. Giờ mình sẽ cho 2 ống này lên xe này. Lên xe này xong rồi mình đến địa điểm còn 4 cái nữa mình sẽ quay cho bạn xem nha. Cái được nha.
tắt đi về quay cho bạn xem nhé. Đây mình đánh mấy cái nha các bạn, đánh mấy cái đây cho bạn xem nha, sút luôn ra cho xem luôn nha. Xịt hai cái không? Ba con nhé, bốn con. Đây xịt nha, xịt hai cái. Ui chạy, chạy to thế. Cá chê. Còn nha, thế là mình đánh với cái này nha bạn. Đây nha, cá chê nha, cá chê còn đấy, tí tí đấy, chạch cũng có nha. Lươn đánh ống thì bao giờ nó cũng khác hơn lươn đánh kích. Mình sẽ chút cho các bạn xem lươn đánh kích nha. Chút cho bạn xem lươn đánh kích. Kích ở cái thùng này nha các bạn, đây thùng rồi. Lươn tố hôm qua này, lươn đi kích này. Đây là lươn đi kích. Còn đây là lươn đánh ống bao giờ nó cũng khác lươn đánh kích nha các bạn. Các bạn thấy hay subscribe và chia sẻ giúp mình nhá. Mình xin mến chào các bạn, hẹn các bạn những clip tiếp theo. Mình xin chào nhá.